Report. Blocking button. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ngày 5 tháng Giêng 2013. Trà My kính chào quý vị. Trung Quốc tập trận ở Tam Sa, giới hoạt động nhân quyền quốc tế lên tiếng về vụ bắt giữ luật sư Lê Quốc Quân. Miến Điện mừng ngày độc lập. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Quân đội Trung Quốc tiến hành một loạt các cuộc tập trận, chuẩn bị khả năng sẵn sàng tác chiến ở Thẩm Dương, Tây Nam và Tam Sa, thành phố Bắc Kinh mới thành lập hồi tháng 7 năm ngoái, có trụ sở chính quyền đặt tại đảo Vĩnh Hưng, mà Việt Nam gọi là đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa, để quản lý các quần đảo Trung Sa, Hoàng Sa và Trường Sa. Truyền thông Trung Quốc nói các cuộc thao dược quân sự khai diễn hôm 2 tháng Giêng nhằm tăng cường tinh thần và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Theo Nhật báo Quân đội Giải phóng Nhân dân của Trung Quốc, binh sĩ thuộc Hạm đội Hải Nam Trung Quốc đóng ở đảo Quang Hòa Đông, thuộc nhóm đảo Quang Hòa, quần đảo Hoàng Sa, được coi báo động đánh thức từ sáng sớm để nhanh chóng bước lên tàu chiến. Báo này nói đảo Quang Hòa Đông là một trong những đảo chiến lược quan trọng gần Tam Sa, nên lực lượng đồn trú tại đây được huấn luyện luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ, nhất là trong các dịp lễ Tết. Bài báo cũng cho hay là Trung Quốc đã bố trí thêm binh sĩ tuần tra ở khu vực này. Hiện có khoảng 1.000 cư dân sinh sống tại Tam Sa, nhưng có ít nhất 6.000 binh sĩ đồn trú sau khi đơn vị này được nâng cấp lên thành thành phố hành chính cấp huyện. Trong cùng ngày, các cuộc thao dược khác bao gồm phòng không, chống khủng bố, ứng cứu khẩn cấp cũng diễn ra ở Thẩm Dương, thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh, và Tế Nam, thủ phủ của tỉnh Sơn Đông. Ngoài ra, các cuộc diễn tập quân sự cũng được tiến hành tại thủ phủ Hàng Châu của tỉnh Chiết Giang trong ngày đầu năm mới. Tất cả các cuộc thao dược diễn ra tại các thành phố nằm dọc Biển Đông và Biển Hoa Đông, nơi mà Trung Quốc đang có tranh chấp chủ quyền chưa được giải quyết với các nước láng giềng. Đài quan sát bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền, một tổ chức kết hợp giữa Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Tổ chức Thế giới chống tra tấn, kêu gọi có hành động khẩn cấp can thiệp cho trường hợp của luật sư Lê Quốc Quân, nhân vật cổ súy cho nhân quyền được nhiều người biết đến, đang bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam từ ngày 27 tháng 12 tới nay với cáo buộc tội trốn thuế. Ông Gerald Stabrock, Tổng thư ký của Tổ chức Thế giới chống tra tấn. Chúng tôi hết sức quan ngại về nhiều trường hợp giam giữ tại Việt Nam, trong đó có vụ việc của ông Lê Quốc Quân, một luật sư nhân quyền và là một blogger có tiếng. Ông bị bắt giam từ ngày 27 tháng 12 tới nay mà không được cho tiếp xúc với gia đình hay luật sư. Hơn nữa, cáo buộc Việt Nam đưa ra với ông về tội trốn thuế rõ ràng là một hành động chống lại ông, một biện pháp thường được dùng tại Việt Nam để đối phó với những người tranh đấu cho nhân quyền. Đài quan sát bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền yêu cầu nhà nước Việt Nam trả tự do cho những nhà hoạt động nhân quyền và kêu gọi mọi người hãy có hành động trước những trường hợp vừa kể. Chúng tôi muốn cộng đồng thế giới hãy có hành động áp lực Hà Nội phải làm theo những cam kết của họ với quốc tế. Mọi người hãy nhìn vào bức tranh toàn cảnh tại Việt Nam, nơi bóp nghẹt các tiếng nói bất đồng chính kiến, không cho phép các tổ chức bảo vệ nhân quyền được hoạt động tự do, giới hạn kiểm duyệt nghiêm ngặt báo chí, truyền thông và Internet. Vì vậy, các blogger ở Việt Nam đóng vai trò hết sức quan trọng, vì có lẽ viết blog là cách duy nhất để người ta cất tiếng nói và trình bày quan điểm bất đồng. Và thực trạng, nhà cầm quyền Việt Nam liên tục truy quét những tiếng nói ấy là điều hết sức đáng quan ngại. Tổng thư ký của Tổ chức Thế giới chống tra tấn nói, nhà cầm quyền Việt Nam phải có trách nhiệm bảo đảm tôn trọng nhân quyền của công dân và chấm dứt các hành động bắt giam phi pháp, những tiếng nói cổ súy cho nhân quyền. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ theo dõi rất chặt chẽ mọi diễn tiến của các trường hợp này. Vụ việc của các blogger như Lê Quốc Quân, Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn cũng rất thích hợp để đệ trình lên cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Một điều quan trọng khác là các nước có quan tâm hay quan hệ với Việt Nam, kể cả Hoa Kỳ và các nước Liên Hiệp Châu Âu, nên nêu các trường hợp này lên các kênh ngoại giao song phương với Việt Nam cũng như tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva. Đây là những trường hợp cần phải được theo dõi, không thể bỏ qua để mọi việc diễn tiến như thế này được. Gia đình luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân cho biết là ông đã tuyệt thực trong trại giam kể từ khi bị bắt khẩn cấp hôm 27 tháng 12 về tội danh trốn thuế. Bà Thu Hiền, vợ luật sư Quân. Gia đình em thì nhận được một nguồn tin á, là anh Quân anh đang tuyệt thực, sức khỏe cũng rất là yếu ấy. Em cũng có lên chỗ trại tạm giam để hỏi á.
thì đại đàm giám cũng không có thông tin, họ bảo cũng có thông tin về việc này, nhưng mà sau đó em đã gọi cho chỗ điều tra viên ấy trực tiếp mà cái vụ của anh Quân ấy, thì họ bảo là đúng là có những ngày đầu đã có tuyệt thực và sức khỏe yếu thì đã đưa đi khám. Bà Hiền cho biết là luật sư Quân đang bị giam tại trại giam số 1, Công an thành phố Hà Nội. Ông Quân là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Việt Nam, được thành lập từ năm 2001, chuyên nghiên cứu và cung cấp thông tin thị trường. Truyền thông nhà nước Việt Nam nói, Công an Hà Nội thu đủ bằng chứng, kết luận công ty của luật sư Quân trốn thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 437 triệu đồng. Vợ luật sư Quân cho hay là trước nay công ty của gia đình bà chưa từng bị thanh tra về thuế, cũng như chưa từng bị làm việc với cơ quan chức năng về thuế. Trước khi ông Quân bị bắt, em trai của ông là Lê Đình Quảng, giám đốc công ty báo cáo tín nhiệm xếp hạng doanh nghiệp Việt Nam, gọi tắt là Vietnam Credit, và một người em họ tên Oanh là cổ đông của công ty, cũng bị bắt giam với cùng tội danh trốn thuế. Bà Hiền nói hai công ty hoạt động riêng, không liên quan với nhau, và cho hay là tới nay cả ba người đang bị giam đều không được tiếp xúc với gia đình cũng như luật sư. Chuyển sang phần tin quốc tế, vào ngày 4 tháng Giêng, Miến Điện mừng năm thứ 65, ngày độc lập khỏi nước Anh, với một cuộc diễn binh lớn. Đài truyền hình nhà nước Miến Điện cho hay là hàng ngàn thành viên quân đội tham gia lễ hội tại phía bắc Rangoon. Phó Tổng thống Saimok Kham của Miến Điện đã nói với nhân dân toàn quốc rằng Miến Điện có một lịch sử mưu tìm hòa bình, pháp trị và phát triển. Lễ mừng này diễn ra vào một ngày xảy ra cuộc không kích của chính phủ nhắm vào các phiến quân, gia tăng cuộc xung đột tại bang Kachin. Tổng thống tân cử Nam Triều Tiên đã gặp một đặc sứ của tân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong nỗ lực bắt đầu tiến trình hàn gắn những tranh chấp gay gắt. Hôm thứ Sáu tại thủ đô Seoul, Tổng thống tân cử Park Geun-hye của Nam Triều Tiên đã gặp cựu Bộ trưởng Tài chánh Nhật Bản, ông Fukushiro Nakaga. Bà Park nói rằng hy vọng là khi các chính phủ mới nhậm chức tại cả hai nước thì có thể thực hiện những nỗ lực để xây dựng lòng tin và một tình hữu nghị thân cận. Ông Nakaga mang theo một lá thư của ông Abe, người đã nói về Nam Triều Tiên như là nước láng giềng quan trọng nhất của Nhật và bày tỏ cam kết về việc cải thiện quan hệ. Nữ sinh Pakistan bị Taliban bắn vì những nỗ lực vận động cho các em gái được đi học đã rời khỏi một bệnh viện ở Anh, nơi em được chữa trị. Bệnh viện cho biết là em Malala Yousafzai, 15 tuổi, đủ sức khỏe để rời khỏi bệnh viện Nữ hoàng Elizabeth tại Birmingham. Bác sĩ nói em Malala sẽ tiếp tục bình phục tại ngôi nhà tạm thời của cha mẹ em tại nước Anh trước khi chịu những cuộc giải phẫu chính về chỉnh hình trong vài tuần nữa. Một số tay súng bắn em Malala vào tháng 10 khi em từ trường học trở về nhà tại thung lũng Swat thuộc miền Tây Bắc Pakistan. Em bị bắn vào đầu và cổ. Thiếu nữ này được cả thế giới biết đến vì đã lên tiếng cho quyền được giáo dục của các em gái và chống lại nhóm chủ chiến đã chiếm thị trấn quê hương của em. Hân hạnh chào đón quý vị đến với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, nơi mang đến quý vị nguồn thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. VOA trên truyền hình vệ tinh toàn cầu IOR Asia Satellite với các bản tin VOA Express, tường trình tin tức thời sự Việt Nam quốc tế, các video phóng sự từ khắp nơi trên thế giới và nhiều chương trình dạy tiếng Anh phong phú. VOA Radio trên sóng trung bình 8 và 10 giờ tối Việt Nam mỗi ngày với các chuyên mục đa dạng từ tư vấn sức khỏe, hội thoại với giới trẻ đến các bài tường trình về sinh hoạt của người Việt hải ngoại về khu vực châu Á và Hoa Kỳ. VOA Website, Internet, YouTube là nơi nghe xem đọc thông tin chính xác, nhanh nhạy, nhiều thể loại, kết nối với các blogger, trao đổi với các độc giả khắp nơi, nhận bản tin hàng ngày qua email, podcast, RSS và điện thoại di động. voatiengviet.com, thông tin để tiến bộ. Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Trong những năm gần đây, Zumba, chương trình thể dục vũ điệu gốc Latin rất được ưa chuộng tại Hoa Kỳ. Một số trung tâm thể dục trị liệu nói rằng chương trình này là một trong những môn thể dục được ưa chuộng nhất trong năm nay. Video sau đây đưa quý vị đi thăm một lớp dạy Zumba để tìm hiểu tại sao. Lớp Zumba này tại Alexandria, Virginia có không khí giống như một buổi liên hoan. Nhiệt tình của các huấn luyện viên dường như lây sang mọi người. Leonardo Lins và Roberto Magales là các huấn luyện viên của Zumba được chứng nhận. Họ mở trung tâm thể dục này khoảng một năm rưỡi trước đây và dạy Zumba 6 ngày một tuần. Khi mở lớp đầu tiên, chúng tôi hy vọng có khoảng 30 người tham dự. Nhưng hôm đó có 75 người đến.
Môn thể dục dựa trên vũ điệu Latin của họ cũng có pha trộn những nhịp điệu quốc tế nữa, và từ đó tới nay đã phát triển không ngừng. Giờ đây, những lớp này trung bình có gần 200 người. Sandy Ross tham gia lớp này 18 tháng trước đây. Sau buổi học đầu tiên, tôi thấy yêu mến lớp này. Tập môn này rất vui, giống như đi khiêu vũ nhiều hơn, nhưng thật sự là tập thể dục. Tôi đã sụt được gần 117 kg. Đó là Lauren Goodenough, tập Zumba mỗi ngày. Năm đầu tiên tập ở đây, tôi sụt được khoảng 20 kg. Khi đi khám sức khỏe hàng năm với bác sĩ của tôi, ông đã bỏ bớt một toa thuốc, và toa thuốc kia thì giảm bớt một nửa. Như vậy, rõ ràng là bệnh cao huyết áp của tôi đã khá lên rất nhiều. Công ty tập môn Zumba do Beto Perez, một huấn luyện viên người Colombia thành lập và du nhập Hoa Kỳ lần đầu tiên vào năm 2001. Công ty này có trụ sở ở Florida cho biết hiện nay có 14 triệu người trong 150 nước tham gia những lớp hàng tuần. Đại hội Zumba mới đây tại Orlando phản ánh tính phổ cập của môn này. Hơn 8.000 fan của Zumba từ khắp nơi trên thế giới tụ họp lần đầu tiên trong đại hội kéo dài 4 ngày. Zumba đôi khi được sử dụng cho một mục đích xã hội. Trong sinh hoạt này tại Washington, có hơn 300 người tham gia để gây quỹ giúp những người trẻ tuổi bị nhiễm HIV/AIDS. Chúng tôi tổ chức nhiều buổi sinh hoạt Zumba có đông người tham dự để quyên tiền. Trường Cao đẳng Thể dục Trị liệu Hoa Kỳ thừa nhận rằng Zumba rất có lợi cho sức khỏe. Bác sĩ Pamela Peake là một phát ngôn nhân của trường này. Rõ ràng, Zumba là phương pháp tuyệt vời trong thể dục trị liệu bệnh tim mạch và một số bệnh khác. Nhưng có nhiều yếu tố khác ta cần phải thêm vào hoạt động này. Có nghĩa là chăm sóc cho mình về phương diện tinh thần, như giảm stress và dĩ nhiên là vấn đề ăn uống nữa. Bác sĩ Pick nói rằng lối sống quân bình của miệng mồm, trí tuệ và cơ bắp rất cần cho một cuộc sống lành mạnh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 5 tháng Giêng 2013. Chương trình truyền hình vệ tinh của VOA trên Iowa Asia Satellite phát sóng lúc 7 giờ sáng Việt Nam, được chiếu lại vào lúc 6 giờ rưỡi chiều cùng ngày và 4 giờ sáng hôm sau. Phần tin tức thời sự lúc 7 giờ sáng còn được tiếp nối bằng chương trình dạy tiếng Anh của đài VOA. Trên trang web voatiengviet.com có hướng dẫn chi tiết cách vào kênh truyền hình vệ tinh của đài VOA. Ngoài ra, quý khán thính giả cũng có thể xem tin tức và các chương trình radio, video của đài VOA trên trang nhà voatiengviet.com, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video và trang Facebook VOA Tiếng Việt. Trà My xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới. Alo, đi đâu tôi đi, mà tôi quên. Đánh vào là đôi,